Và bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi thứ tư của đêm nay, cũng là một trò chơi liên quan đến âm nhạc. Trò này có tên là giai điệu E. Giai điệu E có nghĩa là tất cả các bài hát chúng ta đều quy về một chữ E. Dù là các bạn hát bất cứ bài gì cũng phải hát chữ E, chỉ là hát cái giai điệu của nó mà thôi. Một thành viên nào đó lên đây, tôi sẽ đưa cho các bạn xem những cái tên bài hát và các bạn sẽ phải hát cái giai điệu của bài đó cho người bạn của mình ngồi bên dưới đoán. Và một bài hát mà các bạn đoán đúng, các bạn sẽ mang về cho mình 5 điểm. Thời gian thì chỉ có 90 giây mà thôi. Đây là một cái vòng mà sẽ giúp cho những đội nào đang có điểm số thấp hơn có cơ hội vượt lên dẫn trước, bởi vì điểm số rất là cao các bạn nha. Hiện nay thì đội của Tuấn đang có số điểm là 29, bên đây Trâm là có 27. Và theo cái luật chơi của chúng ta, ở vòng thi thứ tư, đội nào cao điểm hơn sẽ thi trước. Mình nữa bị chặt chị. Chủ nhà muốn dập đội mình hả? Thi trước luôn, tôi chi đâu sợ. Thiệt luôn á, người ta nói nhập gia tùy tục. Giờ Tuấn em chọn ai? Phát pháo mở màn. Ai lên cũng được mà đúng không? Tuấn chọn đi. Rồi Phát. Nhi đi. Phát phải không? Phát. Không được thì qua nha. Không quá. Lên đây. Rồi vỗ tay cho Võ Tuấn Phát nào. Đội mình gác trước có 2 điểm thôi, ít ỏi lắm cho nên ráng em nha. Ok anh. Rồi anh tin là với cái tuổi trẻ của em sẽ biết nhiều bài nhạc trẻ. Sẵn sàng chưa? Ok em sẵn sàng, lúc nào cũng sẵn sàng. E nha. 90 giây bắt đầu. Bao giờ lấy chồng? Yeah, đúng. Hay quá. Bỏ qua. Qua đi. E đó. Nhanh lên. Bốn chữ của Mỹ Tâm. Cái gì em Mỹ Tâm? Nói đi, hát đi, nói gì? Tình lỡ cách xa. Thôi má ơi, sai rồi. Tình như ngọn nến. Đi về lẹ, bước lên. Trời ơi. Đưa nhau về ai? Tới 6 chữ lận. Bỏ qua đi. Bỏ qua luôn. Cầu lẻ bóng. Chính xác. Đúng rồi, đúng rồi. Ai khổ thì ai? Chính xác. Ai khổ thì ai? Bỏ qua hoài. Trời ơi. Trời ơi. Có cái bài mưa rừng mà không biết hả? Biết nhưng mà tự quên điệu. Trời ơi dễ quá trời. Trời ơi cái bài đó dễ quá. Bài mưa rừng anh nói ra lại biết liền. Ai cũng lên hết, có mình Diệu Nhi là không được lên đó Nhi. Em đoán, em có bây giờ nó sai hết Nhi. Chứ em đoán đúng là anh đã được lên rồi. Đang đúng được 4 bài, 20 điểm. Trời ơi, cũng được 4 bài hả? Tiếp theo, đội của Ngọc Trâm. Trâm, em chọn ai? Dạ, em tin tưởng ca sĩ của đội em. Tin tưởng ca sĩ của đội phải không? Mời sang. Đáng lẽ ca sĩ mới để dưới đi đoán đúng không? Cộng điểm nè, cộng điểm. Sang là ca sĩ trẻ, mà trên tay anh cầm toàn nhạc xưa không à? Dạ. Thôi về, sao không về? Sao không sao chị ạ, em rất là thích nhạc xưa cho nên là em cũng biết nhiều bài lắm. Đáng nha. Em biết nhưng mà ở dưới không biết. Biết anh nha. Cũng vậy. Chuẩn bị thời gian bắt đầu. Mình đừng có đoán giùm. Bài con đàm dính thương nè. Bỏ rồi, bỏ đi. Rồi bỏ tới mai luôn hả? Bỏ nữa hả? Thương về xứ Huế. Ra xứ Huế. Ai ra xứ Huế? Đúng, chính xác. Trăm chính xác. Trăm đúng. Anh tưởng anh đúng hả? Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Tình nghĩa đôi. Bà chắc là không? Không, chỉ cần đúng là Tình nghĩa đôi mình. Tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Thôi bỏ qua đi. Đây, bài này dễ nè. Đưa đây Trăm. Chị kỳ con Lâm lên. Có gì nữa vậy? Trời ơi. Cái gì
bỏ quá vậy. Em đi chơi cô luôn. Chính xác. Tôi đang chơi gì vậy? Trong văn. À, bỏ đuổi hả? Nhanh lắm. Cái gì vậy? Xin lỗi tình yêu. Bảy. Tạm biệt tình yêu. Hết giờ rồi. Nhanh lên. Mệt ghê luôn á. Gì khó vậy? Hết giờ. Quê. Bốn. Từ bình tĩnh ngồi xuống. Bài Mưa Phi Trường không biết hả? Mưa Phi Trường biết mà. Bây giờ nhớ. Bài chia xa. Giây phút chia xa. Bài Mưa Phi Trường mà. Giờ tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Bây giờ ta chơi xong không mới nhớ. Giờ nhớ. Rồi. Chơi xong mới nhớ đúng không? Xong đêm nay là nhớ suốt đời những bài này nha. Trò chơi này đội của Ngọc Trâm đã đoán được chính xác 4 bài hát mang về cho mình 20 điểm. Và sau khi kết thúc cả 4 trò chơi của đêm tiệc thì đội của anh Tuấn có 49 điểm. Và đội của Ngọc Trâm chỉ thua ở một cái khoảng cách rất là ngắn, 47 điểm. Dù chỉ là thua 2 điểm nhưng mà vẫn phải nói lời chia tay với người đội trưởng. Đó là luật chơi của chúng ta. Mời Trâm đến đây. Đến với đêm tiệc của anh hôm nay em thấy thế nào? Dạ em thấy rất là vui và hào hứng ạ. Các bạn của anh ra sao? Dạ các chị rất là thân thiện. Em ấn tượng nhất với ai nè? Tội nghiệp chăm quá à. Chăm. Dạ anh Đức. Người ta nói ấn tượng với em kìa Đức. Lên ông. Ấn tượng ở cái điểm nào em nói rõ hơn được không? Cái làn da chăng? Hàm răng chẳng hạn. Anh Đức đi chưa? Ủa chứ tôi thụ động. Không, em là bị tăng động. Em tăng dạ, động. Với lại tại vì anh Đức đối diện em nhìn nhiều quá. Bị ám ảnh luôn đúng không em? Đêm nay em sẽ nằm mơ thấy anh Đức. Cảm ơn em nha, bây giờ em tạm thời qua quầy nước ngồi uống nước nè. Anh sẽ mời em uống nước với lại ăn bánh, ăn trái cây tự nhiên như nhà của anh Nghĩa. Đức ơi, thoải mái đi em. Đức ơi, người ta khen mình cho nên mình không cần phải thể hiện lố như vậy đâu nha. Em lo thôi. Cảm ơn em, đó là khách của anh. Mời em ngồi. Em tới nhà này hoài cũng coi như khách của em đi, sao đâu. Thưa quý vị khán giả, và chúng ta sẽ đến với trò chơi cuối cùng của đêm nay trong Đêm Tiệc Cùng Sao.